Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm bóng nhòn nhân gòn là mà nhòn nha, cực kỳ nhòn. Đó, thì uh, bình thường các bạn hay có uh, video của mấy master thì mấy master sẽ cắt uh, gân gần nhòn thôi, xong bắt đầu dũa vô. Mà mình thấy cái đó quả vô lý. Đó. Thì nếu mà làm nhòn thì mình cắt nhòn luôn đi. chột bên khỏi dũa, tự nhiên cắt uh, gân gần nhòn rồi chột uh, nhỏ lắm làm gì cho cho mệt mất thời gian đúng không đó thì mình uh, cắt nhòn luôn khỏi dũa luôn là sức primer xong là đắp này bụp luôn này thì có một bàn nhắn tin là em mới làm full set được một tháng vẫn chưa biết cách kính bột à uh, mới một tháng thì con mới lắm em phải làm uh, một thời gian dài đã em mới, mới hiểu được cục bột tại vì mỗi tiếng sai mỗi uh, liquid và các loại bột khác nhau thì tùy tùy loại bột nó sẽ có cái độ chạy khác nhau nha bột trong đỏ cái bột mà clear là dễ chạy chạy nhất và bột clear mà đắp xong mà clean không kỹ thường nó sẽ rất dính rất dính vào cỏ nha thì cái mèo để mà khỏi dính bột vào cỏ là khi các bạn đắp bột clear xong các bạn ngấm một cái hũ liquid uh, 5 phút xong rồi các bạn quay lại và, và clean cỏ sau nha thì cái cách để mà cánh cục bột và lấy bột cho trận khi mà đắp bột á thì tùy vào cái xếp nữa và độ dài và cái néo bed của khách nữa thì đối với cái mong nhỏ này nè à, lúc đắp bột á, rất là mệt nhưng mà tại lúc dội xếp á, rất là khỏe thì cái nào cũng có cái lời và cái hài riêng của nó nha thì món nhỏ này khi đắp bột thì mình cắt bột nó hơi khó một chút còn mấy cái món kia món square nó có cái lúc mình cắt bột rất là dễ square hay là coffin rồi ấy mình cắt bột rất là dễ còn món nhòn này cái phần mũi nhỏ nó, nó hơi nhỏ á thì lúc mình đắp bột nó hơi khó nhưng mà cái mình sẽ dành rất nhiều thời gian cho cái việc đắp bột còn tới lúc dụa xếp thì mình dụa rất là lạ đó thì cái thì các bạn muốn làm nhấn thì các bạn phải cắt cái xếp nhòn luôn cắt buộc nhòn luôn khỏi cần phải dũa vậy đó đó thì mình đắp hơi lâu một tí nhưng mà chuột mình dũa rất là thì bu quá bu lại thì mình làm sao cho nó hợp lý thôi nhấn gọn là lợp lũa thôi thì chủ yếu các bạn phải hiểu được uh, uh, khi nào lấy được để vuốt và khi nào không nên lấy nước Đó Thì đắp cho gòn nha Không có bè ra Hai bên khỏe Với là à, cái, giữ cái shape chụp mình vừa đỡ mệt Thì nhiều bạn sẽ hỏi là Cách điều khiển Cục bột Rồi đắp sao cho đẹp đó Thì mình đã ra rất là nhiều video Thì các bạn cứ coi đi coi, uh, Ngay nào cũng coi đi thì các bạn cứ coi và làm tới một ngày cỡ tháng hai tháng thì các bạn tới một lúc nào đó tự nhiên các bạn mới hiểu ra được Đó thì um, cái, cái việc đắp bột của các bạn sẽ trở nên dễ hơn mà nó không còn khó nữa thời xưa ai mà biết làm bột là cái gì đó rất là ghê gớm nha còn mà thời này công nghệ mà... Facebook này kia người ta già nghe nhiều rồi thì cái việc làm bột nó không còn khó như thời xưa nữa thì các bạn cứ chịu khó lên Facebook có người này người kia thì uh, tới một ngày nào đó các bạn tự hiểu ra phải làm nữa nha có nhưng mà phải về thực hành và tập nữa nha Thế phải có mà về rồi ấy. nói là từ có là, là là biết làm đâu có nhưng mà mình về mình phải luyện tập thêm nữa uh, vắn ôn phỏ luyện mà Đâu có ai phải mới làm lên đâu mà giỏi đâu Thì mình phải uh, luyện tập mỗi ngày đó, Cố gắng mỗi ngày Mới làm giỏi được Như mình làm giỏi Từ đồng có tiền à. đó, Thì uh, ai mà muốn uh, Làm uh, tìm các bạn mấy khu mỹ trắng Thì thường làm dip nhiều Ít làm bột Tại vì xu hướng mới bữa nay làm gel x Rồi uh, làm dip đôi nhiều Chứ còn làm bột ít Còn mấy khu ba màu khu mề đôi dây này cũng bị đá nữa đó. làm bột nhiều thì các bạn nào muốn làm bột học bột á thì cứ vô mấy cái khu đó mà học nha con các bạn đang làm khu mỹ tặng mà có video của mấy người đắp bột màu á thì các bạn không bao giờ uh, thực hành được đâu tại vì ở khu mỹ tặng đơn giản lắm có bột màu cho các bạn đắp đó các bạn đắp một nhòn này này các bạn phải un vô ở giữa cho cái phần ở giữa nó dây lên để nó đỡ gãy nhá còn mà các bạn đắp lẹp quá là cái mỏng nhòn này nó rất rất là dễ gãy bởi vì khi mình tập móng chay khi nào mình cũng dồn bột lên cho nó dây ở giữa Cho nó với cái phần nổi mỏng đó, cho nó khỏi gãy Đó, thì khi mà dụa xếp này Mình thấy cái móng nhòn này là dụa xếp là nhấn nhất luôn á đó. đó, các bạn chỉ tất cái phần giá giữa móng thiệt và móng giả ra Bắt đầu các bạn dụa cho à, uh, dụa cho xếp bột bắt đầu tạo cái đồ nhòn ở cái phần đầu mỏng đó. đó rồi các bạn ốm vô này ốm ốm cái phần bụng của cái 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 xếp này ốm cho nó gòn lại là nhìn cái sệt mà nó, nó đỡ thô thì uh, um, đắp thì lâu nhưng mà lúc mà các bạn dụa thì rất là nhanh thì bộ này mình làm tầm khoảng uh, 35-40 phút tại vì có cái vẽ trời tím nữa vẽ mười ngọn nữa hơi lâu mình uh, mất thời gian ở cái khấu vẽ tại vì cái vẽ đó mình không có chạy được nếu mà cái khấu khâu vẽ đó mà mà cháy là nó sẽ ra chạy khác trái khác chứ phải trái tím nha nó ra trái uh, cherry hay là trái gì <laughs> còn cái 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 phần vẽ là nó, nó đòi hỏi cái đồ sắc sảo thì không có chạy được còn cái phần đắp bột này dụa sẹp này chạy máy này, này. tới khi các bạn đắp gòn đẹp rồi các bạn cần phải dụa nhiều đó các bạn chỉ cần clean là, là là, là là đẹp rồi còn các bạn dùa những các bạn biết các bạn đang dùa cái gì như lúc đắp đẹp rồi chuột dùa nó mất bột rồi dùa nó xấu dùa là chỉ làm cho bộ mỏng nó sắc sảo nó đẹp hơn nó sệt bột hơn thôi mà khi các bạn đắp đẹp rồi các bạn chỉ cần clean up sơ sơ cái phần cuticle với cái bề mặt mỏng sơ sơ là nó đủ đủ đẹp rồi chứ không cần phải 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 phải, phải uh, chạy máy cho nhiều đâu chạy máy nhiều nó go ghê cho được gì đâu đúng không thì khi mình đắp đẹp, đắp mượt, đắp bề mặt mỏng nó lãng rồi thì các bạn cần phải dụa nhiều đâu Các bạn chỉ chạy kiểu đi cô sớ sớ là xong rồi Thì cái ngọn này mình đắp uh, hơi dày Tại vì thường đa số cái ngọn cải mà bên bàn tay phải của khách này ấy, nó rất là dễ gãy nha Thì mình sẽ đắp dày hơn một tí để cho nó khỏi gãy Thì khi mà đắp dày lúc mà khô lái nó hơi dày thì mình phải dụa hơi mệt Đó, các bạn dùng cái đầu dụa dày này nè Trời, cái đầu dũa dai này dũa chiến lắm nha Nhất là mấy cái mỏng mỏng dai này này Dũa nhấn lắm Đó, clean, clean cái vòng kia cô này Tại vì cái đầu này là không cắt tay nha Nhưng mà vẫn đi bột nha, không cắt tay Nhưng mà nó vẫn đi bột nha Chứ không phải là nó không cắt tay nào, nó không đi bột đâu Nó đi bột nhiều lắm á các bạn không 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 để ý mà dũa là mất bột luôn á chứ không phải là nó không nó không cắt tay nhưng mà nó vẫn đi bột nha đó chứ không phải là không cắt tay là các bạn dù nó nó không có đi bột đâu không cắt tay nhưng mà dù nó vẫn đi bột chủ yếu là các bạn phải bật máy lên mức số 3 để các bạn cái cao một tí thế các bạn bật máy thấp quá thì 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 nó cũng đi bột là phải rồi các bạn phải bật, bật máy cao lên đó các bạn thấy mình không có dụ nhiều nhá mình dụ ít lắm mình đắp bột là cơ bản là đã gòn và sệt rồi vậy không có tan khỏe bởi cái bột bên sai nữa bột pin sai rất là dẻo dễ đắp à, gòn nhiều bột chạy quả chạy thả lên nó tan nên khỏe thì khi mà tan được về á các bạn phải clean up nhiều lúc mà chạy chạy khỏe đây này, này các bạn phải giữ cho sạch mà một á là phải giữ cho sạch hai là các bạn không dụa, nếu mà các bạn không dụa nó sẽ hở và bung, mà khi mà dụa sạch mà khi mà cái bột nó, nó đã chạy ra nó giá rồi á cái, cái phần trắm mà dụa để mà bị chảy máu là rất là cao nha thì các bạn phải uh, uh, cẩn thận làm gì làm đừng để chảy máu nha đó thì cái ngón này mình đắp hơi dày bởi vì mình uh, dụa rất là nhiều còn cái ngón nào mà đắp uh, đẹp thì mình cần phải dũa nhiều thì đó đó là sự khác biệt thì khi mình đắp đẹp á mình cần phải dũa nhiều con cái ngón này đắp hơi dài hơi thô thì mình phải bỏ thời gian ra mình dũa rất là lâu đó thì các bạn quyền lựa tròn ở các bạn thôi các bạn muốn nhấn gòn lẹ thì đắp cho đẹp đi không phải là đắp nhấn đắp nhấn nhưng mà gòn đẹp sạch sẽ thì các bạn phải dũa nhiều chứ không phải đắp nhấn mà ẩu là nó nó ra cái gì nó không có có có, có uh, mất thời gian cho các bạn thôi thì bạn đắp sống mà nó tan khỏe nó chạy từ lúng ta lá nó mất chẹp từ chút các bạn dùa nó cũng mất thời gian thay vì đó các bạn cứ tập trung mà đắp cho đẹp bởi vì mình uh, ra rất là nhiều clip đắp bột thì anh biết uh, có ai có mà làm được không để bạn nào có mà làm được rồi thì comment phía dưới nhé thì nếu bạn nào mà đã có nghe rồi mà đắp còn yếu thì khi các bạn có cái clip của mình thì các bạn chỉ một chút nữa là các bạn xong rồi thì mình sẽ sơn top cốt và vẽ nhá mình trước khi vẽ thì mình sẽ top cốt đó thì gọn này thì mình vẽ trái tím này đó mình chỉ chậm hai cái đầu tròn này và mình nổi lại là, là, ra trái tim rồi thì bạn nào cần uh, mua lại gì ủng hộ mình thì nhắn tin cho mình nhé. Uh, cảm ơn các bạn nhớ like và share. Uh, bạn nào đã có và làm được rồi thì uh, comment phía dưới hoặc là có câu hỏi thắc mắc gì thì cứ comment. Uh, mình mình sẽ trả uh, lời mình là đọc hết comment nha. Rồi mình check tính nhắn spam đâu hết luôn nha. Thì bạn nào uh, cứ nhắn inbox gì là mình đọc hết đó. Ok, cảm ơn các bạn nhớ like và share chúc các bạn uh, ngày một uh, làm một uh, tốt hơn và hỗ thật nhiều tiền cảm ơn các bạn